Hi, chào cả nhà. Bữa nay thì mình sẽ đột nhập rồi mình hái cái tắc trước nhà của mẹ mình rất là nhiều trái. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Wow, năm này ra trái ra rất là nhiều mà cũng bự nữa. Nhìn rất là ngon. Cái này mà mình làm mình bỏ tí đường với soda vô á, uống cũng rất là ngon. Cả nhà thấy trái nhiều không? Nhìn đã quá ha. Đây là giữa tháng 10, cũng gần cuối tháng 10 rồi đó cả nhà. Nhưng mà cái cây để mình quay xa cho cả nhà coi. Nó rất là nhiều trái. Và mẹ mình trồng cái cây này cũng lâu lắm rồi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ hái một trái mình ăn thử coi có chua đến cỡ nào không. Đây. Cái tắc này là tắc chua chứ không phải là tắc ngọt cả nhà. Để mình thử cái vỏ trước coi. Mẹ mình thích ăn cái vỏ tại vì cái vỏ rất là thơm. Bữa nay ở ngoài trời của mình nó rất là mát. Không có chua gì mấy, chắc tại vì không có chua gì mấy tắc tại mình thích ăn chua. Chút nữa mẹ mình về la làng lên nói ủa cái cây sao hết tắt rồi mà hái này cũng nhiều lắm cả nhà, không biết chừng nào hết luôn á. Nó còn ra nữa. Nhiều quá cả nhà. Rất là ngon luôn. Chín đỏ cây luôn. Nó còn ra mấy trái nhỏ nhỏ này nữa nè. Ngồi đây luôn không? Ngồi đây không? Ủa Nam ăn này không? Mình sẽ cho Nam thử. Nam ăn không con? Không có bà ngoại nhà đâu. Bà ngoại đi rồi. Nam ăn thử này không? Mommy cho Nam thử ăn thử. Bà ngoại đi rồi con. Bà ngoại không có nhà. Bà ngoại không có nhà. Giờ mình ngồi đi ha. Bà ngoại nè. Nè Nam ăn thử không? Nam muốn ăn thử không? Mình sẽ cho Nam ăn thử, con Nam có ăn không? Để coi mommy coi có hộp ở trong đây nè. Thơm màu vậy. Thì ngồi chứa về con. Mình ăn thử coi. Chua hả? Mẹ mình có trồng mấy cây bạc hà nè cả nhà. Ở trước nhà đó ra rất là tốt luôn. Và chút nữa mình cũng thu hoạch. Rồi mình hái trộm luôn. Mấy cái cây con. Mình không biết là mùa đông có chết không. Chặt đây nè. Mình chặt khúc khúc vậy nè.
nha. Rồi mình bỏ cái lá, cái lá bự không cả nhà. Để nó đi con, để nó đi. Cắt rồi, mami cắt rồi đó. Cái này mình về mình làm lẩu mình ăn ha. Cắt đi con, mami cắt nè. Mami cắt nè. Gì nè, nghe không? Đứng ra xa đây con. Nè, đó. Đó, mami cắt như đây nè. Rồi mình cắt cái này ra. Đây mình thu hoạch được bao nhiêu đây nè cả nhà? Có thể là mình nồi. Ngoại. Mình thấy của bà ngoại đó. Đây, bà ngoại. Mình thấy của bà ngoại như đây nè. Đó, rất là ngon.